Khi ấy Đức Giêsu kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này: nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thừa ruộng ấy. Nước trời lại cũng như giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Đó là lời Chúa. Ngoài cái chuyện mà xin cho các linh hồn đã qua đời thì chúng ta đi lễ thì chúng ta xin Chúa điều gì? Và hôm nay 54 triệu một lượng thế xin điều gì? Hôm nay ngồi đâu ăn? Xin điều gì ăn? Không có xin theo biết là sẽ vàng mai nó lên nó xuống. Mai mà nó lên 5 triệu một lượng, lát lại xong con mua, không có tiền mà mua và vay ngân hàng. Thưa cộng đoàn, chúng ta đi lễ, mỗi lần chúng ta đi lễ thì xin điều gì? Xin bình an, các bạn. Thế ngoài cái xin bình an thì xin cái gì? Nếu đi thi thì xin cho được thi đậu. Nếu chưa có việc làm thì xin cho tìm được một việc làm tốt. Nếu có việc làm ổn định thì xin cho được tăng lương. Thì rõ ràng là ai sắp sinh con thì xin cho được mẹ tròn con vuông. Ai đang nuôi dạy con thì xin cho được con cái hẳn hoi, học hành chuyên cần. Mấy người già không đi làm được thì xin cho được mạnh khỏe và làm. Nếu mình còn trẻ thì mình xin bình an, mà mấy người lớn tuổi xin được mạnh khỏe. Còn mấy người nào sắp chết thì xin cho được chết lặng, hay là xin cho đừng có chết. Thưa cộng đoàn, những điều mà chúng ta vừa nói với nhau không có cái gì là xấu cả, nhưng mà thường thì chúng ta xin như thế. Khi chúng ta có đứa con, chúng ta cũng dạy con cái mình là xin Chúa cho con được mạnh khỏe, cho ba má con được mạnh khỏe, cho con được học hành giỏi giang, ba má con có công ăn việc làm, có tiền nuôi con. Những cái điều đấy không có cái gì là xấu xa. Nhưng mà bài đọc thứ nhất mà chúng ta nghe trong sách Các Vua quyển thứ nhất hôm nay đưa ra cho chúng ta một kiểu mong. Khi mà cầu xin, Thiên Chúa hài lòng vì Salomon ông xin. Ông là một ông vua nha, mà ông không xin cho dân cường nước thịnh. Ông là ông vua nha, mà ông không xin Chúa cho đất nước của ông được cường thịnh. Ông cũng không xin cho đất nước của ông khỏi bị Covid-19. Chúa nói, sách Các Vua quyển thứ nhất nói, Chúa hài lòng. Chúa hài lòng vì Salomon đã xin điều đó. Thiên Chúa phán với ông, bởi vì ngươi đã xin điều đó mà ngươi không xin cho mình được sống lâu. Không có bách niên dài lão, xin cho được bách niên dài lão là cái kiểu xin thế gian. Không xin được sống lâu, không xin được của cải. Không xin lễ cho kẻ thù của mình được ơn chết lành. Đấy,
Chúa hỏi: cũng không xin cho kẻ thù ngươi phải chết. Vậy thì thưa cộng đoàn, chúng ta vừa nghe bài đọc thứ nhất, Salomon xin cái gì? Xin cho được lắng nghe, xin cho tâm hồn biết lắng nghe. Lắng nghe Chúa để phân biệt đâu là điều phải, đâu là điều trái trong việc chu toàn bổn phận của mình. Thưa cộng đoàn, hôm nay chắc là chúng ta phải xin Chúa như thế. Salomon xin Chúa cái điều này: Chúa hài lòng. Và thưa quý vị chị em nhé, Chúa nói là người không xin giàu có, người không xin sống lâu, thì Chúa nói tất cả những gì người không xin ta ban cho người, và ta ban cho người cái điều người xin vượt quá những điều người xin. Xin cho có được một tâm hồn biết lắng nghe tiếng Chúa để phân biệt phản trái khi chu toàn bổn phận của mình. Nhiều khi người ta đâu có biết nghe tiếng Chúa cho nên đâu có phân biệt phản trái gì đâu. Cái gì nó thỏa mãn cái lòng tham của mình là thôi. Nhà nước đã chẳng vừa bắt một cái vụ buôn thuốc xì ke ma túy thì đấy lớn, mà nó không phải là chỉ có là người Việt đâu, Trung Quốc, Hàn Quốc cấu kết với nhau với người Việt Nam đưa các cái thuốc làm cực kỳ là tinh vi, nó mới bóc bắt quan kia cắt lại chuẩn bị đưa xuống tàu để đi sang tiêu thụ ở bên Hàn Quốc, mà đưa từ bên Trung Quốc sang 40 kg các cái thứ xì ke ma túy, cả Việt Nam, cả Trung Quốc, cả Hàn Quốc. Thỏa mãn lòng tham là bất chấp thôi. Xong rồi báo chí nó cũng nói cái chuyện mà ở ngoài Đà Nẵng người ta đã bắt được cái đường dây đưa những người Trung Quốc trái phép vào Đà Nẵng để làm ăn. Rồi sân bay ở ngoài Hà Nội, sân bay Nội Bài, cảnh sát hải quan của sân bay bắt giữ hai cái người không có giấy tờ, làm giấy tờ giả để đi từ Hà Nội vào Sài Gòn trên cái máy bay, lấy một cái giấy tờ giả, hải quan sân bay người ta phát hiện, người ta điều tra mấy người này nhập tịch vào Việt Nam không có giấy phép từ bên Trung Quốc ra. Và thế là thưa quý bạn chị em, chúng ta xem nhé, miễn là được việc cho mình, miễn là chạm đến cái lòng tham của mình, thỏa mãn cái lòng tham thì bất chấp ai như nào, bất chấp rủi hai cái người đấy từ bên Trung Quốc sang Việt Nam nhé, rồi bị nhiễm Covid nhé, rồi lên cái máy bay đấy, cả cái máy bay đấy 200-300 người người ta ngồi trong đấy, bay từ Hà Nội vào Sài Gòn 200-300 người nó tuốt ra khỏi cái thành phố Sài Gòn mà có đi đâu. Chủ nhật sống vào là phải nguyện xin đi lễ ví dụ vậy đấy, thì sao? Không có biết phân biệt phải trái là gì, không có thể cưỡng nổi cái lòng tham của mình, không có thể cưỡng nổi ý bất chính, ý đồ bất chính của mình làm bất cứ điều gì. Cho nên thưa quý bà anh chị em, Salomon xin cái Chúa một điều khi ông lên làm vua, ông nói con còn trẻ, con không có hiểu chuyện, con không có biết. Xin Chúa cho con ngày nào cũng biết lắng nghe tiếng của Chúa để biết phân biệt đâu là điều phải, đâu là điều trái. Điều phải thì làm, điều trái thì không làm, nhất định như vậy. Và
điều ấy làm đẹp lòng Chúa. Thiên Chúa hài lòng vì Sa-lô-môn đã xin như thế. Cho nên thưa cộng đoàn, việc chúng ta nghe, lắng nghe Chúa để biết đâu là điều phải, đâu là điều trái mà chu toàn bổn phận hàng ngày của mình là vô cùng quan trọng, vượt lên trên tất cả những điều khác. Không phải là mình không xin cho mình giàu có, hay là mình không xin cho mình không cần phải xin sức khỏe bình an, không phải. Nhưng mà mình chỉ có đến là phải xin được bình an, xin được giàu có, xin được sức khỏe, xin được mọi sự tốt đẹp, không đủ, chưa đủ. Và tất cả những điều ấy không phải là điều nền tảng cho đời sống đức tin của mình. Xin cho biết lắng nghe tiếng Chúa để phân biệt điều phải, điều trái. Điều ấy quan trọng lắm. Mà nếu chúng ta xem này, kể ai muốn chết hết, ai muốn sống sống, mình cứ vậy, cứ làm là đẹp. Và như thế chúng ta sẽ vì lợi ích của mình, vì cá nhân của mình mà làm thiệt hại cho người khác thì sao? Không phân biệt được phải trái để cho cái lòng tham chi phối mình. Nhà nước đang truy tìm cái người bị nhiễm Covid F0 ở ngoài Đà Nẵng. Hai người bị nhiễm ở ngoài đấy, một người trở về nặng, biết là có chết không? Bây giờ cái người nào lây cho cái người đấy, cái người nào lây cho hai cái người bị F1 đấy ở Đà Nẵng đấy, không tìm được cái người đấy, cái người đấy nó cứ chạy khắp nơi này, đi đâu rồi nó lây cho người đấy, người ta biết đâu. Cho nên chúng ta thấy, nếu mình không ý thức để phân biệt phải trái, hiểu biết nó là nguồn gây ra bệnh cho người khác mà nó cứ chạy trốn ở chỗ nào, làm sao mà ai biết? Không biết phân biệt phải trái, không biết phân biệt đúng sai, làm theo bản tính của mình, làm theo sự gàn dở của mình, làm theo cái tôi ích kỷ của mình, gây ra tội lỗi, sự hiểu, sự chết. Cho nên thưa cộng đoàn, lời Chúa hôm nay đưa ra cho chúng ta một kiểu mẫu, và cái kiểu mẫu ấy làm cho Chúa thật là hài lòng. Đó là xin cho chúng ta biết lắng nghe tiếng của Chúa mà phân biệt phải trái, phân biệt điều phải để làm và phân biệt điều trái để tránh. Chắc chắn nếu hôm nay chúng ta đi tham dự thánh lễ, xin Chúa cho chúng ta điều ấy, Chúa sẽ bảo Sa-lô-môn xin điều ấy và Chúa hài lòng vì ông đã xin như thế. Chắc chắn hôm nay Chúa cũng hài lòng nếu chúng ta xin Chúa cho mình biết lắng nghe tiếng của Chúa để phân biệt đâu là điều phải, đâu là điều trái, và xin ơn để biết điều phải để làm và điều trái nhất định phải tránh. Điều ấy là hết sức cần thiết cho đời sống của chúng ta. Còn tất cả những gì khác xin cũng được, không xin Chúa cũng biết và Chúa sẽ bảo. Và điều ấy chắc chắn đây là một thái độ cầu xin rất là chuẩn mực và làm cho Chúa rất là vui lòng. Chắc chắn điều ấy là điều mà Chúa đợi chờ chúng ta cầu xin trong thánh lễ hôm nay. Cho nên lại nữa trước lễ, chúng ta trở về chỗ ngồi và quỳ gối xuống nói với Chúa, lạy Chúa, xin cho con biết lắng nghe tiếng Chúa để phân biệt phải trái, và nhất là xin ơn Chúa giúp để biết điều phải để làm và điều trái nhất định phải trái. Điều ấy đẹp lòng Chúa. Tôi tin kính bổn Thiên Chúa.